Mọi người có biết quán ăn vặt đang hot nhất ở Cần Thơ không? Vị trí quán nằm ở 17A sẹt 1, đường 3 tháng 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Nếu đi hẻm 51, đường 3 tháng 2, chạy thẳng vào bên trái, xéo qua môi trường Đại học Cần Thơ. Chính là cái quán Choén nướng 6K này nè, nằm trong quán cà phê Sông Anh. Phải nói quán này rất đông khách, đồ ăn ngon lạ, vừa miệng triệu like. Mình tới quán lúc 4 giờ, quán mới bán. Thường mình đi ăn né giờ cao điểm ra, tại mình ghét chỗ đông người, tự dưng dựng video cho dài ra, không biết nói gì cho hết clip. Mình nhường quyền cho chủ quán nói tiếp nha. Cái này tôm, tôm mực, nhưng mà em hết mực, cho nên cũng tôm như vậy thì dạ, rất mua mai, mai trái của em cái tôm mực nha. Thank you.
130k, ba người ăn, giá quá ok. Rất ngon và lạ miệng mọi người ơi, nhớ ủng hộ quán Choén nướng 6k này nhé. Em là chữ Choén nướng 6.000, chén con o nha chị. Choén á. Choén 6.000. Bây giờ có thêm nhân viên nữa không? Là có được không? Là quán của ba nhân viên. Mời chị ghé bên quán hai hộp nha chị. Quay giùm ta cho ta dễ kiếm, bán nó đi, chị quay ra những cái để cho ta biết là gì được, không được thuốc. Choén nướng 6k kế A Lùng, tọa lạc cà phê Sông Anh. Mời các bạn ghé quán Choén nướng 6k thưởng thức nhé. Ngon và lạ, trên cả tuyệt vời. Ăn là ghiền, quán hot nhất Cần Thơ đấy các bạn. Bye, chào tạm biệt. Các bạn yêu thích Trem Trần nhớ bấm nút đăng ký kênh Trem Trần Thu Thanh để theo dõi tiếp những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại.